Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất báo cáo thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến đối với nội dung mà ba ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra chung, gồm nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư đối với các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nghị quyết quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các cơ quan soạn thảo nghị quyết đã giải trình làm rõ những vấn đề mà các ban của Hội đồng Nhân dân đặt ra, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình cho Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của các ban, cũng như ý kiến giải trình của các đơn vị soạn thảo và gửi về văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 17 tháng 4 theo quy định. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra vào ngày 12 tháng 4 để đăng lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phục vụ cho kỳ họp theo quy định. Lãnh đạo các ban tiến hành rà soát những dự thảo nghị quyết mà Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phân công cho các ban thẩm tra. Đối với những nội dung nào Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải trình, đề nghị báo cáo với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp để phục vụ cho điều hành của chủ tọa kỳ họp.